Trường Giang phủ phàng than khổ nói về hôn nhân với Nhã Phương. Nhã Phương, Trường Giang là cặp đôi đình đám của làng giải trí Việt. Trong đó, bên cạnh sự nghiệp rực rỡ với nhiều dấu ấn, cả hai còn được nhiều người ngưỡng mộ bởi chuyện tình vượt lên trên mọi sóng gió, biến cố để đồng hành bên nhau. Đặc biệt, Nhã Phương được biết đến là bà vợ số hưởng của VBiz khi được ông xã hết lòng chiều chuộng, nâng niu. Tuy nhiên, cho đến mới đây, lời thừa nhận của Trường Giang về cuộc hôn nhân với Nhã Phương khiến khán giả ngã ngửa. Cụ thể, vợ chồng Mùi Khó đã có màn hội ngộ trên sóng truyền hình khi cùng xuất hiện trên chương trình 2 ngày 1 đêm. Theo đó, khi Trường Giang mua trò chơi phải ngủ khổ, Lê Dương Bảo Lâm liền lập tức đưa ra lời đề nghị để Nhã Phương chọn đi à, không lẽ để chồng mình khổ cực. Ngay lập tức Thúy Ngân cũng nhắc nhở, chẳng lẽ nào Phương là để bạn Phương khổ cực nhỉ. Trước lời nhắn của đồng nghiệp, ngay lập tức diễn viên Cây Táo Nở Hoa đã quay ra nhìn chồng với ánh mắt đắn đo. Trước động thái này của vợ, nam danh hài đã phải thốt lên, đừng nghĩ gì về anh, cả cuộc đời anh lấy em là đã khổ cực rồi. Trước câu nói này của ông xã, nữ diễn viên ngay lập tức đã có biểu cảm đầy hờn dỗi. Ngay lập tức, màn tương tác đáng yêu hài hước này của cặp đôi đã nhận được sự thích thú của khán giả. Được biết, đây không phải là lần đầu tiên mà Trường Giang than khổ khi kết hôn với Nhã Phương. Trước đó, đoạn video ghi lại khoảnh khắc nam danh hài ôm con gái đang khóc nức nở khiến nhiều người quan tâm. Tuy nhiên, trước màn nhõng nhẽo của cô con gái, nam diễn viên lại có màn kết luận khiến nhiều người không khỏi bật cười. Ba còn không chịu nổi mẹ con nữa, sao con dám chống cự, cuộc đời hai cha con mình khổ quá con ha, hai cha con mình cùng cảnh ngộ ha con ha. Mặc dù không ít lần trách yêu bà xã, nhưng thực tế cho thấy Trường Giang là người hết lòng chiều chuộng, nâng niu bà xã. Theo đó, anh là người chăm sóc cho vợ từng bữa ăn, giấc ngủ. Không ít lần anh còn thừa nhận việc bà xã không bao giờ mua đồ cho chồng quá 150.000 đồng hay bị bà xã giữ hết tiền các xe. Hiện tại, gia đình của Trường Giang, Nhã Phương nhận được sự quan tâm đặc biệt của khán giả. Tuy từng vấp phải không ít biến cố, sóng gió, nhưng cả hai vẫn bỏ qua những lời đàm tiếu, thị phi để cùng nhau đồng hành và khẳng định hạnh phúc bằng cuộc sống ngày một viên mãn khiến nhiều người ngưỡng mộ.